Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Unitune. Ngày hôm nay thì Unitune sẽ mang đến cho các bạn một cái chuỗi video mới mà nó không phải là review sản phẩm, mà video này mình muốn mang tới tất cả những cái dòng sản phẩm của KSTune tới các bạn với một mức giá tốt nhất. Tuy nhiên là dưới lại số lượng thì giới hạn, đó là cái chuỗi video khuyến mãi sản phẩm KSTune được thực hiện bởi kênh Unitune Việt Nam. Ok, thì ngày hôm nay tôi sẽ mở màn bằng cái video khuyến mãi sản phẩm tất cả những các bộ lục giác mà các bạn có thể thấy trên mặt bàn mình đây. Thì nó gồm có những loại lục giác đầu bằng, đó, lục giác đầu bi, lục giác ba thị, đó, và bộ ngũ giác đầu sao có lỗ, đầu star đó. Ok, thì bây giờ tôi sẽ đi vào cái phần nội dung chính của cái video khuyến mãi sản phẩm lục giác của hãng KSTune. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây đi, chúng ta sẽ bắt đầu cái bộ phổ thông nhất. Thì như trên tay mình đây, các bạn thấy này, đây là bộ bộ lục giác đầu bằng loại ngắn, có mã hàng là 1513210. Bộ này thì là loại phổ thông, có dài từ 1,5 này cho tới là 10 mm. Nó đây, mở khóa, mở gạt lẫy, mở khóa ra để chúng ta tách hai cái vỉ ra với nhau. Đó, bộ này thì có mã hàng là 1513210, giá bán website của mình 1513210, giá bán website là 380.000 và giá khuyến mãi là 312.000. Này, các bạn nhìn thấy chính hãng 100% KSTune Germany, đầy đủ giấy tờ COCQ cho bạn nếu bạn cần. Được, ok. Tiếp theo thì là một cái bộ lục giác lớn, đây là bộ lục giác đầu bằng full size luôn. Thì hầu hết là mình sử dụng ngay dân dụng hay là kỹ thuật thì cũng chỉ tới size 19 thì là lớn nhất. Thì đây là một bộ từ 1,5 cho tới là 19 mm, có mã hàng là 1514590. Đây, cũng cách thức mở tương tự như bộ nhỏ thôi, gạt lẫy mở khóa đây. Đây, các bạn thấy đây size lớn nhất của nó này, 1,5 cho tới là 19. Đây, lấy thử các bạn xem một cây. Đây, các bạn nhìn thấy này, đây 1513204. Thì đây nó là cái mã riêng của cái cây lục giác size 19 này, hàng KSTune này. Vật liệu cấu tạo thì được làm bằng chrome vanadium. Đây, bộ này giá khuyến mãi là 1514590, giá khuyến mãi là 786.000, giá bán website là 960.000. Đấy, ok. Nằm xong cái sản phẩm mình sẽ để lui ra đây cho nó bỏ này. Ok, tiếp theo là một bộ, cũng là bộ lục giác đồ bằng nữa, nhưng mà nó là loại thân dài. Cái loại đầu tiên mình cho các bạn xem đây là loại thân ngắn này. Đây, loại thân ngắn, đây là loại thân dài. Đấy, bộ này có mã hàng là 1515040, dài từ 1,5 cho tới là 10 mm. Không giống như mấy bộ kia thôi, giống như cái bộ ngắn đấy, nhưng mà nó khác là cái loại thân dài. Ok, 1515040, giá bán website là 810.000, giá khuyến mãi là 665.000. Đó, ok. Rồi, vậy là hết cái dòng lục giác đồ bằng nhé, hai đồ bằng nhé. Đây, tiếp theo đó là một bộ rất là đặc biệt. Đây, bộ này nó là bộ chìa đầu ngũ giác này, đầu ngũ giác đầu sao đấy, đầu sao có lỗ. Đây, các bạn thấy đấy. Bộ này thì ứng dụng nó đặc biệt hơn, phù hợp với những cái con bu lông đặc biệt năm cạnh và có lỗ giữa. Bộ này thì là bộ siêu dài đấy, nó là dòng bạn nhìn thấy đó. Đây chi tiết một cái cây của nó, đây là cây TS50. Đây là đầu sao có lỗ. Bộ này thì ứng dụng ở bu lông rất là đặc biệt. Ok, bộ này có mã hàng là 1512482, giá bán website là 1.290.000, giá khuyến mãi là 1.063.000. Tất cả những cái bộ lục giác mà có trên đây thì mình đã đều có video review chi tiết rồi. Các bạn muốn xem thì cần vào kênh Unitune Việt Nam và đánh cái mã của nó thì sẽ ra cái video review chi tiết của nó. Ok, thì hết cái bộ đầu sao thì chúng ta sẽ đến một cái dòng sản phẩm mới, đó là bộ lục giác hoa thị. Thì đây, trên tay mình đây là có một bộ rất là đặc biệt. Bộ lục giác có tích hợp tay công, đầu hoa hay đầu hoa thị, loại ngắn. Có giải thao tác của nó là từ T8 cho tới là T50. Đây cũng là một bộ phổ thông, của này có 2, 4, 6, 8, 10 cây. Đấy, đây, các bạn thấy đây, đây cái cây size lớn nhất của nó này. Ở đây thì được làm đẹp này, bề mặt được mạ chrome, shimmer bóng này. Đó, các bạn thấy đây, đây đầu hoa thị. Đó, cái đặc biệt của bộ này khác xa với những cái các bạn vừa xem này, là cái tay công này chúng ta có thể biến cái lục giác này trở thành một cái tay vặn chữ T. Đấy, bộ
bộ này xài thì quá là tiện lợi luôn. Đó, giá bộ này có mã hàng là 920 2500, giá khuyến mãi là 875.000, giá bán tại website là 1.072.000. Đó, giá khuyến mãi rất là tốt luôn, sập sàn nhá. Nhưng mà số lượng chỉ mỗi cái model đây mình chỉ có khuyến mãi một bộ thôi, ưu tiên cho người đi trước. Đây, tiếp theo nó cũng là một bộ lục giác đầu hai đầu hoàn thị loại dài. Bộ với các bạn vừa xem ấy thì nó là loại ngắn. Bộ này có mã hàng là 1512300 này. Giải của nó là cũng là từ bộ này là từ bao nhiêu đây? Bộ này là từ T10 cho tới T50. T10 đến T50 ít hơn một size so với cái bộ này. Bộ này từ T8 này. Đấy. Đây. Bộ này thì cũng là một bộ lục giác kiểu 301. Nó có thể biến được thành một tay chữ T, tuy nhiên nó không chuyên dụng như bộ kia. Đây thì chúng biến thành nhà ở đây, chúng ta cầm cái đầu ngắn này nó đây. Đó. Vậy là chúng ta đã có một cái tay bạn chữ T. Tuy nhìn nó không xịn bằng cái bộ này. Đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta ứng dụng để có thể gia tăng cái lực siết trên cái bu lông hoa thị thì hoàn toàn có thể ok. Bộ này có mã hàng là 1512300, giá bán trong chương trình sale khuyến mãi tại kênh Unitune đó là 504.000, còn giá mua tại website phổ thông bình thường là 616.000. rồi, ok, tiếp tục một cái bộ nữa. Bộ này thì về những cái phần chi tiết những cái cây lục giác thì không khác gì so với cả cái bộ này, tuy nhiên là nó có thêm một cái cây T8 đó. Và bộ này thì không thể có thể biến thành cái tay vặn chữ T được, mà nó chỉ là dòng phổ thông basic thôi. Đấy, cũng là giải là từ T8 cho tới là T50, mã hàng là 1514880, giá bán tại website là 935.000, giá khuyến mãi là 763.000. Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc ba cái dòng lục giác hoa thị. Tiếp đến một cái dòng khác đó là bộ lục giác đầu bi. Đấy, hình như trên tay mình cầm đây là bộ 1512100. Bộ này thì là lục giác đầu bi loại dài. Đây các bạn thấy này, đây là đầu bi của nó. Đầu dài thì luôn là đầu bi. Còn đầu bằng là đầu ngắn. Đấy các bạn thấy không? Đây, mã chi tiết của từng cây. Bộ này thì cũng có thể lắp vào cái vỉ của nó để biến thành một cái tay vặn dạng chữ T. Đấy. Bộ này giá bán website là 670.000 và giá khuyến mãi của nó là 466.000. Ok, và kết lại cái video này bằng một cái bộ lục giác đầu bi loại dài. Bộ này thì phải nói là best seller tại YouTube Việt Nam luôn. Cái dòng lục giác đầu bi này mình thấy bán rất là chạy, nó phù hợp với đa số cái nhu cầu sử dụng, ngay cả về dân dụng hay là kỹ thuật. Bộ này thuộc loại extra long, tức là loại siêu dài đấy. Đây. Bộ này có giải của nó là từ 1,5 cho tới 10mm là bộ phổ thông. Đây. Các bạn thì thấy này, đây là cây giá nhất của nó là 10mm cast tool này, CRV là vật liệu này, 10mm là size của cái cây lục giác. Đó, bộ này có mã hàng là 1513200, giá bán website là 665.000 và giá khuyến mãi duy nhất tại video với một bộ là 432.000. Đấy. Ok, vậy thì chúng ta vừa mới đi qua cái chương trình khuyến mãi 10 bộ lục giác các loại, từ loại phổ thông đó là đầu bằng cho tới là cái loại đặc biệt là đầu star năm cạnh có lỗ. Đây. Ok, thì chi tiết mình sẽ, các bạn có cần mua hàng ấy, thì vui lòng comment dưới video cho mình, hoặc là gọi điện thoại tới số hotline là 0961172212 và chúng tôi sẽ ưu tiên người tới trước bởi vì số lượng có hạn, mỗi model chỉ có một bộ thôi. Ok, trân trọng cảm ơn các bạn đã tới với video review khuyến mãi của kênh YouTube Việt Nam.